Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Master Legend. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chúng ta sẽ có một cái gì đây? Một cái hầm ngục survival, một cái Storm Beast Quest. Ok, có một con sư tử cướp biển ở đây này. Và không biết là ta có lấy được nó không. Có cái gì đây? Team Battleground đã được mở ra này. Tiếp theo là cái gì? Ấp trứng xong rồi các kiểu đây. Chúng ta sẽ có cả Food at Monster Goose nữa. Ở đây có một cái đường của con Voltail Patch. Cái gì ấy nhở? Còn cái sự kiện gì không? Sao lắm sự kiện á? Lắm cái tin tức mới vậy. Hôm nay thì mình sẽ test cho anh em một con Legend mới nhá. Đây, đây chính là con Annihilator R2, một con người máy mà robot của tương lai. Và nó chỉ cho mở mình có một ô thôi anh em ạ. Rồi ok, mình sẽ cho nó vào trong này luôn đi. Lên nào. Đó, đẹp phết đấy, dạng 2 này. Và đây sẽ là dạng 3. Wow, nó sẽ là hoành tráng phết nhỉ. Nó sẽ làm gì đây? Nó sẽ nhảy ra khỏi trái đất và nó sẽ bắn tia laser vào mắt. Tia laser màu đỏ kìa. Khá đẹp và khá là khỏe. Đó, chúng ta có Manter Power của mình lên được khoảng 10.900 rồi. Có anh em nào online không ta? Hello anh em. Đổi cell không em? Chúng ta đang cần đổi cell một bạn. Và con này thì mình chắc chắn mình sẽ cho lên level 100 luôn. Không biết nó khỏe hay mạnh nhưng cứ cho level 100 đi. Và chúng ta khá nhiều thức ăn ở đây. Và nó chỉ mở có một ô runner thì à? Ở một ô runner thì nó hơi ít nhỉ. Đây, chúng ta sẽ cho nó ăn lên nhá. Nó là hệ Legend và hệ kim loại. Chúng ta cho nó ăn lên. Level 4 này, level 5, level 7 rồi. Thì nó sẽ gây ra một cái lượng đam đặc biệt lên toàn bộ kẻ địch. Đây là một chiêu đánh lan. Thế thôi, không có hiệu ứng gì cả. Đánh lan được rồi. Cái con này thì điểm danh hàng ngày thì nó sẽ được khoảng 70 mảnh. Và mình sẽ đi đổi khoảng 10 mảnh còn lại nữa. Cho có một chiêu burning trong vòng 3 turn. Để hỏi xem bạn này có cái con mình đang cần hay không. Hình như mình cũng up xong rồi thì phải. Đúng không nhỉ? Bên này mình đã gọi là... Đây rồi, crab trứng xong rồi. Bên này đã crab trứng xong nhá. Một con Adran. Đó, trứng của Adran Dragon này. Chúng ta sẽ tiếp tục up trong này. Bây giờ thì sẽ vẫn cho cái con Annihilator mình vứt ở đâu nhỉ? Nó là ở trong môi trường Legend mới á. Đây rồi. Nó hẳn ở môi trường Legend mới luôn. Mấy cái môi trường kia thì nó đã full rồi anh em ạ. Nên chúng ta phải cho cái này lên 14 này. Và level 15 luôn. Chúng ta sẽ có một chiêu Madness Design. Hệ gọi là cái này như kiểu 500 ấy. Dạng kiểu 500 ấy. 50% cơ hội thì nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng. Có nghĩa cái hiệu ứng này có nghĩa là đánh đam kim loại vào thì nó sẽ là Strong Attack. Dạng như vậy. Bình thường vẫn thể sẽ Strong Attack. Dạng kiểu mạnh hơn ấy. Còn nói chung cứ búp cái chiêu ấy vào trước thì đánh đam kim loại là mạnh hơn. Ok, chúng ta sẽ lên level 20 cho nó này. Chiêu này thay cho chiêu thứ nhất đi. Chiêu thứ nhất khá là cùi bắp. Rồi mình sẽ cho nó lên level 25 thì nó sẽ tiến hóa dạng 3. Và đây là dạng cuối cùng của nó rồi. Đó, to khỏe, đẹp trai. Multiplay. Và gây ra hiệu ứng này. Cái hiệu ứng kim loại vào người. Hiệu ứng 500 vào người bọn kia. Mình sẽ bỏ chiêu nào đây? Chiêu này phải khỏe hơn nên sẽ bỏ chiêu đầu tiên. Chiêu đầu tiên chỉ có 50% cơ hội thôi. Nhưng mà nào mình sẽ cho lên nha. Đó, đẹp phết, khỏe đẹp phết. Khả năng gây ra burning, một cái chiêu đam rất lớn. Ấy, multi dummy này. Cái này cũng gây ra burning. Và cái này cần 2 turn. Cái này chỉ có 50% cơ hội thôi. Còn cái này thì chắc chắn sẽ bị được cái burning. Hoặc nó phụ thuộc vào cái chiêu. Nếu mà xịt thì sẽ không được. Nếu mà trúng thì dĩ nhiên rồi, nó sẽ có hiệu ứng burning. Một kẻ địch này ở chiêu kim loại này. Cho cần so sánh hai chiêu này với nhau thì chiêu này sẽ ngon hơn chiêu này một chút. Đam to hơn. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ bị thời gian hồi. Thật ra thì mình cũng không thể đánh được hết đâu. Theo mình nghĩ vậy. Cho lên level nha. Một chiêu stun này. Hay. Mình lấy cái chiêu này hay hơn này anh em. Theo mình nghĩ là chiêu này hay hơn. Bỏ chiêu này. Chiêu multi enemy này yếu quá. Nếu mà theo như mình thấy là chiêu này rất là yếu. Nhưng mà đánh được toàn bộ kẻ địch. Bỏ chiêu nào đây? Chiêu mình không cần chiêu này nữa. Rồi, để mình lấy chiêu này nhá. Nhưng chính ra mình lấy chiêu đơn cũng được. Chiêu đánh lan này yếu quá.
Để xem nào. Một chiêu bình thường, đam bình thường, không có gì là nổi bật quá cả. 49 này, level 50 rồi. Khả năng gây ra burning. Oh hay, burning on này. Đấy, một chiêu legendary grow eruption. Burning on, đam thì hơi bé. Không sao. Theo mình nghĩ cái skill này là hợp lý. Thay mỗi chiêu này bằng một chiêu đánh lan mà có hiệu ứng gì nữa thôi là đẹp, đúng không? Đấy. Chúng ta có 2-3 chiêu đánh ôn cơ. Ủa, ngon, cũng gọi là khá ngon đấy. Không phải nói là quá tệ đâu. Nào, chúng ta sẽ cho lên level 60 nha. Đây là level 60 rồi. Beam crush. Ủa, one enemy. Đam lớn phết đấy. Nó tầm khoảng 3 thanh ấy. Vẫn là beam josh. Beam josh. Mình sẽ lấy cái chiêu nào đây? Chiêu này thật ra đam quá bé. Đam quá bé luôn. Và nó không có một bất kỳ một cái hiệu ứng gì cả. Và theo mình nghĩ thì vẫn để hay là đấy đây. Để xem nào. Beam josh. Mình có chiêu stun rồi. Có stun on thì tốt nhỉ. Thôi rồi, cứ cho lên level 100 đi á. Burning cho khoảng 3 turn đấy. Beam josh vẫn là chiêu đấy à. Level 72 rồi. 73, 74 và 75. Level 75 này. Không có gì lắm, không có gì nhiều lắm. Chúng ta cho lên về level 80 nhá. Đây level 80 đây. Vẫn là beam josh. Còn 20 cấp nữa là sẽ xong. Beam crush. Beam crush. Burning cho 3 turn. Hiệu ứng vẻ khá là ngon hay thay nhỉ. Beam crush này cũng rất ngon này. Grow explosion. Tôi và mình sẽ lấy chiêu này. Đam nó to hơn. Mình không hề thích cái chiêu đánh lan mà đam quá yếu như thế được. Chúng ta sẽ lấy chiêu đấy nha. Và cho nó lên. Bây giờ cái bộ skill mình đã hoàn chỉnh rồi. Đấy. Rồi mình sẽ cho lên level 100 luôn. Level 100. Đây sẽ level 100 này. Ok. Để tiếp tục rồi. Chúng ta sẽ có người online đúng không? Alo. Mình đang cần con nào nhỉ? Con Sox mình có rồi. Mình đang cần Faunus hoặc Legend. Một trong hai con. Baronet mình có rồi. Dust Aura. Hoặc là một con này. Có có Player Request Team kìa anh em. Chúng ta đang thiếu một vài người. Nó sẽ cho bạn này vào luôn này. Đó, thiếu một vài người trong này. Có Faunus không em? Đây, mình có con này. Mình cần thiếu khoảng là 15 cục nữa thôi là mình sẽ đủ con này và có thể craft cho anh em xem được. Sau khi cho nó ăn lên thì mình sẽ lấy toàn bộ thức ăn có thể đi. Ở đây thì không phải vươn theo patch nhá. Pass cái này thì cho được khoảng 300 điểm. Chúng ta sẽ đi cái này. Cái này còn mấy ngày nó sẽ kết thúc thôi. Các bạn, cái sự kiện lần này nó khá là tù nên mình cũng không muốn đi lắm. Cố gắng lấy con legend này cái là được rồi. Còn 2 ngày, còn 3 ngày nữa cơ. 2 ngày thôi. Chúng ta sẽ lấy gold nữa là xong. Lấy gold nữa xong thôi. Lấy toàn bộ gold có thể đi. Cái này không có cái lấy gold nhanh nhỉ. Thức ăn để lại. Thức ăn thì cũng lấy luôn đi. Cứ lấy hết gold đã xong rồi lấy thức ăn sau. Ok. Khá là nhiều đấy anh em ạ. Xong chưa? Chúng ta có gold này. Tiếp tục là gold nữa. Phía dưới là 3 cục gold. Rất là nhiều luôn. Chúng ta có khoảng hơn 290m. Cái tiền ở trong Monster Legend này dễ kiếm thế. Cái vàng này dễ kiếm thế. Còn ở bên Dragon City thì nó khó kiếm hơn. Căn bản là cái thức ăn bên Dragon City giá đắt quá. Đắt đỏ quá. Và mình trồng cái loại kia. Ok, mình sẽ cho bạn này con này nha. Cool boy à, đúng không? Ok em. Cool boy 25122005. Bài sinh 2005 à. Đấy rồi. Mình có khá nhiều con này nha. Xong rồi nhé em. Mai đổi tiếp nhé. Tầm tầm mấy giờ chiều nhỉ? Mình sẽ xem là tầm 5 giờ chiều nhé. Ok. Sau khi lấy xong chưa lấy xong vàng. Chúng ta chưa lấy xong vàng anh em ạ. Phải lấy hết vàng đã. Mình cần lấy con kia luôn. Cool boy. Cool boy đúng không? Mình xem mình có đổi nhầm không ta. Đây rồi, cho đủ ở đây.
Là sao ta? Của anh đâu là sao ta? Cho rồi mà. Mình đã cho bạn ấy rồi mà. Không hiểu lắm. Hay là bạn ấy không phải người cho mà người khác cho ta? Thật ra chỉ có hai người on. À, ba người ăn, mọi người on kìa. Rồi cho lấy hết cái này đã. Xong tính sau. Lấy hết vàng nhá. Vàng chưa lấy hết cơ mà. Bây giờ vàng lấy hết rồi nhá. Ở đây còn một cục vàng. Một cục vàng. Đã xong cái nhiệm vụ rồi đấy. Mình sẽ nhận phần thưởng thôi anh em. Clip này quả trứng của con này để nguyên là đã. Cố gắng lấy con này không biết có kịp không. Hai ngày cho chúng ta lấy con này không biết có kịp không nhở. Cố gắng thử xem. Rồi và mình sẽ dùng cái team nào đây. Mình sẽ dùng cái team mới đi. Bỏ này đi. Dùng cái con đấy. Dùng cái con mới vừa mới xuất hiện đây này. Đó chính là con người máy ấy. Người máy level 100 anh em. Đây rồi. Tên là Savi. Tên khẩu bóng đá. Tốc độ khá là ổn. Tốc độ tốt hơn con này. Wow. 3K4 này. Tốc độ hơn tốt hơn con này kìa. Kinh nhỉ. Mình sẽ lấy toàn bộ năng lượng của nó. Chiêu này gần như không bao giờ xịt luôn này. Thật sự là ngon. Siêu siêu ngon luôn. Cái này sẽ gây ra cái Manestizai. Rồi. Bắn đẹp thế nhờ. Thật sự là chất. Nó kết hợp với nó kết hợp với con mấy cái con gì nhỉ? Mấy con kim loại rất là ngon. Chết rồi tại vì nó cái chiêu đấy. Ơ, sao toàn tuyệt kỹ vậy? Các ký tự hồi đầy máu, hồi đầy mana. Chết tôi rồi. Bọn nó tỉnh dậy rồi anh em ơi. Mình có một chiêu gây ra khả năng stun mà không thể giết bọn nó được đâu. Burning à, chết rồi. Bây giờ làm thế nào đây? Khả năng stun con này. Stun nó. Coi như stun nó một phát. Đây, mình sẽ dùng cái chiêu này. Vào đây, đánh chị đi nào. Đánh chị đại. Chém cho mất 1900 máu. Bọn này may nó yếu nhá. Sợ quá. Nó có một cái hệ thống tuyệt kỹ như vậy. Fraser Owl này. Một con dính và còn một con thì xịt. Đấy hiểu luôn. Đấy hiểu luôn. Burning. Đam khá lớn. Đam khá là lớn anh em ạ. Tại vì mình còn chưa trang bị runner cơ. Sốc và gây ra double dam. Mình sẽ được double dam lên. Bây giờ mình sẽ dùng chiêu gì đây? Tăng dam và tăng cái độ chính xác lên. Mình sẽ tiếp tục là đóng băng con này. Mà nó trâu quá. Mà thật sự là rất là trâu bò luôn. Thôi mình sẽ giết con này trước đi nhỉ. Ít nhất phải giết được một con trước đã. Cho khỏi phải mất công. Mất thời gian vãi. Con này bị trừ nhiều đam quá. Con này cứ hồi máu này. Con này người thì yếu nhưng mà hồi máu thì tốt. Còn một con thì chuyên đánh trừ mana. Thật sự là tồi tệ thôi. Tăng đam lên. Phát sau tiêu diệt bọn nó nhá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok. Mình sẽ cho một cái hiệu ứng thôi. Chứ mình cũng không có skill gì cả. Thế chết tiệt chứ nhờ. Rút sạch stamina của nó đi. Chiêu này thì lúc nào cũng trúng nhá. Quá ngon. Nào 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 nào. Chúng ta sẽ gây ra cái chiêu chiêu lan này trước này. Ơ, con này không mất hết mana này. Kỳ lạ nhỉ. Sốc đam. Rồi. Mãi mới giết được cái team này. Rất là lâu luôn đấy. Siêu 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 lâu luôn. Chúng ta cần phải breeding 8 con à. 2 ngày không có đủ không. Đổi rồi đó em. Cool boy 25 đúng không? Con Faunas Cool boy 25. Anh cho em con Gret đi đó rồi mà. Em vừa cho anh à? Hay ai cho thì phải. Chắc là nhầm. Hay ai cho nhỉ? Không hiểu luôn. Mình cũng đủ rồi đấy. Và mình nhớ là mình rõ ràng cho bạn Cool boy đúng không? Mình nhớ đêm rõ ràng mình xem tên mà. Không thể nào mà sai được. Cho được 218, 195 và 2.8 M gold. Mình thắng tất cả 5 trận đấy anh em ạ. Nên nó cho mình nhiều như thế. Hi, hay hay hay. Mình sẽ bỏ đi. Đây nhiệm vụ bây giờ sẽ là hatching đúng không? Hatching hay breeding ta? Breeding. Bây giờ nhiệm vụ sẽ là breeding nhá. Mấy con này thì bán đi. Chẳng cần nữa.
Chắc ai cho rồi. Anh nhận 5 sao. Chúng ta sẽ lấy thức ăn ở đây. Free. Chúng sẽ mở cái hòm này ra. Trong hòm này sẽ có chứa cái gì? Một cái mặt nạ. Cái mặt nạ, một cái max mặt nạ. Đấy, breeding này anh em. Không được ta, hình như không được điểm đúng không? Panaken sẽ cho vào đây luôn để cho nó ăn. Chúng ta sẽ có một nhiệm vụ là cho nó ăn thôi, chứ không phải lấy thức ăn. Cho ăn nhá, không phải lấy thức ăn. Đây, mình sẽ cho con Panaken của mình vào trong cái ô trống ở đây. Dĩ nhiên rồi. Và xong đó cho nó ăn lên cấp. Đấy, đều chắc chắn luôn. Level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Ôi trời ơi, ấn nhầm thêm vào một skill nữa làm cái gì. Rồi, mình sẽ bán con này đi rồi. Bán. À, và nó không phải hatching nhá, nó là breeding anh em ạ. Đây thì mình sẽ cho vào đây luôn. Đó, được một cái trái tim rồi. Cứ tầm khoảng 4 tiếng, 84 32 tiếng thôi thì chắc mình sẽ vẫn kịp thôi anh em, vẫn kịp lấy cái con legend này. 2 ngày nữa mà. Còn đúng 2 ngày nữa nó sẽ rơi vào khoảng tầm 48 tiếng. Còn lấy thêm con đấy nữa. Con đấy mình có chưa nhỉ? Con này mình như mình chưa có nên mình sẽ lấy luôn luôn để tuần sau là up cho anh em xem luôn nha. Yeah. Có vẻ hay đấy. Đó, lấy thêm coin. 2 ngày nữa nó sẽ diễn ra một cái sự kiện mới rồi. Mình phải đi lấy game đã. Mình phải tiết kiệm được khoảng 150 game. Hôm nay đang tầm ngày mùng 10 rồi. Chúng ta sẽ còn tầm khoảng 10 ngày nữa thôi là đến cái sự kiện đua rồi anh em ạ. Repeat on này. Rồi. Rồi, đã xong cái này. Team Battleground. Cho vào đánh nhau mấy trận nhỉ? Hình như Battleground nó diễn ra rồi thì phải, đúng không? Cho vào luôn thôi. Đấy, đánh nhau à? Bây giờ mình team phòng thủ à? Ok. Ơ chết rồi. Bây giờ mình team phòng thủ à? Rồi mình sẽ để team phòng thủ vào đi. 60/60 rồi anh em ạ. Fan VL Gaming. Ok. Team Battleground. Quay trở lại rồi. 60/60. Chúng ta sẽ đặt ở bên này cũng được. Bên này đang hơi ít, phải có 3 legend để đặt trong này nha. Chúng ta thêm một slot vào đây nữa. Mình sẽ đặt khá nhiều slot đây đấy. Bắt đầu sử dụng team thủ này anh em. Team nào là khỏe nhất, đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng một cái team mà mình gọi là ưng ý nhất trong này. Rồi mình sẽ chọn con để team thủ Inheritor, chắc chắn rồi. Inheritor này kết hợp với con nào đây? Team này tốc độ rất là ổn, siêu ổn luôn. Đâu nhỉ? Chúng ta sẽ để tìm được một cái team để Chrysandre. Đấy, Chrysandre. Và tiếp theo sẽ để thêm một thành viên nữa ở trong này. Người tìm cũng hơi bị mệt luôn đấy. Xong, có 3 thành viên rồi. Set. Đó, chúng ta sẽ có một team đây trước. Rồi, tiếp team tiếp 2. Chúng ta cứ cho full thôi, cho full đi. Chúng ta sẽ cho cái con chúng ta sẽ cho con gì đây? Chúng ta sẽ cho con bọn bóng tối Nissan Pet này và Crubo. Đó, như thế này. Team này cũng rất khỏe. Cho có 2 team rồi. 1550 PDS, cứ cho full thôi. Bây giờ thì cứ cho random thôi anh em ạ. Đấy gì? Càng nhiều càng tốt. Chúng ta cứ đặt tối đa được bao nhiêu team là cũng càng ngon. Đấy. Thế có nghĩa là mình sẽ hết legend để mình đánh ấy. Có vẻ như vậy. Mình có khá nhiều legend mà. Cứ đặt thôi. Đấy. Cứ đủ level 100 là được. Chứ bây giờ cứ soạn ra team thì rất là lâu anh em ạ. Đây mình cứ đặt full team vào đây. Để là team thủ đó. Còn một ngày nữa nó sẽ bắt đầu thì phải. Chúng ta có rất nhiều legend, thoải mái đi. 35 rồi. Mỗi cái mình sẽ 150 PTS à? Đúng không? Đó. Có khá nhiều team ra. Càng nhiều legend càng tốt. Càng nhiều legend 100 càng tốt. Ok, chúng ta sẽ set cái này. Ok anh em đợi một chút nha, để mình đóng cái cửa kìa.
Ok, chúng ta sẽ quay trở lại nào. Và Defend Phase sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày và 11 phút nữa gì đó. Cho cứ để full đi. Mỗi một lần đặt là chúng ta sẽ được 150 điểm. Đó. Mình có rất là nhiều team. Mình đặt đến... trong khi đặt đến sáng mai không hết mất. Anh em ạ, đây. Đặt hết team này thì mình đánh kiểu gì? Thế mình đánh nhau đánh kiểu gì đây? Thì không biết đi đánh nhau ra đánh kiểu gì bây giờ. Chắc sẽ đặt bằng này đã. Tạm thời này đã nhờ. Nếu mà team... Rồi, cái phần chiến đấu của chúng ta ấy. Bây giờ hầm ngục có dùng được con gì không? Có thể sẽ dùng được khoảng một vài con thì phải. À, vẫn dùng được những con này mà, đúng không? À, vẫn dùng những con này mà. Đây này anh em, có thấy không? Chứ vẫn có thể dùng được. Những cái con vừa đặt này nó vẫn có thể là ấy được mà. Chẳng vấn đề gì đâu. Đặt càng nhiều càng tốt thôi mà cũng được. Không sao. Con thỏ này thay được con gì nhỉ? Đây đây, Demacy. Team hình dung khá là mạnh đây. Và tấn công thôi nào. Let's go, lên đường. Nào, chúng ta sẽ chém cái này phát. Oh, team này khá khỏe đây anh em ạ. Chúng ta sẽ double dam và cho lại thêm một lượt nữa. Yes. Ngon. Kinh ta. Chém phát chết luôn. Blends, ôi. Cung đây là cung bảo bình các kiểu. Hay hay hay. Cho phải đặt tối đa được cái team thủ anh em ạ. Ừ, hay đấy. Nhưng vấn đề là mình sẽ xem cái phần thưởng của nó là gì để mình có thể xem để chơi, cố gắng mà chơi. Ôi, 2 game, à 3 game. May mắn vãi trưởng. Đúng không? May mắn, siêu may mắn luôn. Tập trung vào team Battleground đã. Tí sau. Để xem phần thưởng nó là cái gì nhá. Hình như là nó khá nhiều thứ đấy. Đây này, ở đâu nhỉ? Phần thưởng đây anh em ạ. Phần thưởng của chúng ta, team thắng sẽ được cái gì đấy? Sẽ được Manter số điểm tối thiểu để defend phase là 1500 điểm à. Đây rồi, đây là hướng dẫn thôi. Đấy, phần thưởng của chúng ta một ST được một cái hòm VIP à. Những cái mảnh của con VIP à, ngon. 70k này, 70k 115k thì sẽ được thêm những cái hòm runner 115k. Team này 70,35k PTS, có nghĩa đặt càng nhiều thủ càng tốt đấy. Đấy. Lên là 115k thì tốt. Ngon, 70,75k rồi. Mình đã được khoảng 2,55k này. À, cái còn được xếp hạng nữa đúng không? Mình sẽ được 100 op. Ồ, thứ 2, thứ 3 sẽ được 150 op này. Ủa, bạn này 6k kìa. 6k thì chắc là khó rồi. Từ 4 đến 15 này. Có một số bạn không đặt luôn này. Rồi, chắc là mình phải xem xét là phải đặt thôi. Hello, ok. Rồi thì hôm nay mình đã test được một con mới, một con máy móc mới nha. Và mình đã đặt được một số cái team thủ ở trong Battleground này. Và nếu anh em, mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Master Legend. Bye bye.